Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và hiện tại thì mình đang có mặt ở thung lũng. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một trận đấu đua cùng với sát thủ nha mọi người. Ủa ơi, gì đấy hả? Úi dồi ôi, thiên nhiên. Thanh niên này, bạn lại cứ làm gì sợ cơ. Ok, rất là nhanh chóng thì mình cũng đã có được một mạng đầu tiên. Ui, ở ngoài này mấy bạn ấy cũng bắn nhau khá là căng anh em ạ. Từ từ, cái gì thì cũng phải từ từ nha mọi người. Đâu, chỗ nào? À đây hả? Úi dồi ôi, anh thử chú tôi nha. Ok, chuẩn bị lên bảng rồi em ơi. Ngoài này thì còn ai nữa không nhỉ? Mình sẽ lên từng hai coi. Ơ, chỗ này thì sao nhỉ anh em? Ơ kìa. Ok ok, mình sẽ chạy qua chỗ thằng sát thủ kìa đã. Uầy đây hả? Trời ơi, tự nhiên lượm xác cái nhỉ mọi người. Uầy, xác gì mà nghèo vậy? Có mỗi cái khẩu lục G18. Ok, tay súng 2 ngon. Hôm nay thì mình sẽ chơi cái combo súng sẽ là M60 cộng với MP5 nha anh em. À thôi, đổi sang súng tiểu liên MP40 đi. Ok. Cơ bản là nếu mà các bạn dùng hai cái khẩu súng này thì các bạn sẽ không cần quá nhiều trang bị. Như M60 thì chỉ có trang bị được mỗi ống ngắm mà thôi. Ok, ống ngắm HX này, ngon. Lượn lờ sang ngoài này coi. Bán súng level 1 hả? Ok, lượm luôn. Có trang bị gì thì mình cũng sẽ lượm luôn trang bị đó. Uầy, ở trên đồi bên kia có người. Đậu xanh. Từ từ mình sẽ chạy lên trò cái đá. Ok, lượm thêm được cú thương. Bình tĩnh nha anh em. Đậu xanh thiên nhiên, dám bắn anh hả? Thanh niên cơ bản là dám xấy mình cơ. Bị mình xấy lại cho SML. Chạy lên và lượm sang nó thôi. Sát thủ ơi, tôi bắn nó cơ mà, ông cũng chạy lên lượm sát nữa hả? Thật ra thì team mình rất là funny. Nói chung là cứ thấy hòm sát là lượm thôi nha em ạ. Trang bị súng hiện tại đang thừa rất là nhiều. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ để trong ba lô vậy. Đây, chúng ta sẽ chạy lên cái hướng trên này. Nào, bây giờ thì mình và sát thủ sẽ tiến lên phía cổng chờ nha anh em. Đây, lên trên thôi nha anh em. Lên luôn sao phải ngại. Uầy, đây ok, tôi lên ngay. Ông không phải giục sát thủ ạ. Hiện tại thì vẫn đang rất là im lặng. Hầu như là mình không phát hiện ra bất cứ một thanh niên nào trên này cả. Nhưng mà mình tin rằng là chúng ta sẽ sớm thấy các thanh niên còn lại mà thôi. Bom keo này, ok. Băng đạn đi vào 3, ngon. Lượn lờ ra ngoài này cái nhỉ. Ơ kìa, úi dồi xịn luôn. Xịn nó, ok ngon. Và đây chính là mạng thứ 5 dành cho xịt kẹo. Ơ kìa, ơ kìa, thằng nào xịt tôi mà cắt vậy? Sát thủ ơi, ông xem là thằng nào nó vừa xịt tôi vậy. Đậu xanh, ở chỗ nào vậy anh em? À thì ra là ở hướng căn nhà này phải không? Ok ok, chạy vào kêu nó luôn. Ui, thì ra là thằng này nó xấy mình anh em ạ. Mình lại cứ tưởng ở căn nhà hai tầng kia. Có giảm thanh nhưng mà mình không cần. Cơ bản là vì súng của mình thì hai khẩu đều không trang bị được giảm thanh. À thằng nào chạy xe ra ngoài này vậy hả? Uầy, đây à? Thanh niên, úi dồi ôi. Từ từ đây, mình chạy qua bên này, kêu luôn nó. Đậu, thanh niên. À đủ. Em ơi,
Đừng có chạy nha em ơi. Đừng có chạy nha em ơi. Úi giời ơi. Ơ kìa. Ở hướng ngược lại, có thằng nào vậy? Hướng này hả? Chúng ta sẽ chạy qua luôn nhỉ. Uầy, đây rồi. Đây rồi. Đậu xanh. Ơ kìa. Úi giời ơi. Bạn này chạy qua đây hả? Từ từ. Rồi là tôi sẽ sấy ông luôn. Đây, đứng tạm ở đây cái đã. Đây, cầm M60 sấy. Sấy luôn bằng M60 này. Anh em lại bảo không gắt đi. Ok. Lượm thêm đạn. Sát thủ ơi, chờ tôi với. Sát thủ nó lại chạy theo cái hướng ngược lại. Uầy. Bạn ơi, từ từ. Rồi là mình sẽ qua ngay. Đi chung với nhau đi ông, để tăng khả năng sống sót nào. Ơ kìa. À thì ra là sát thủ nó bỏ mình. Nó chạy xuống dưới kia để lượm thính. Ok. Và mình cũng sẽ chạy xuống dưới theo cái hướng đấy luôn. Thính hơi bị xa một chút mọi người ạ. Đây, từ từ. Ở ngay dưới kia mà thôi. À đây. Úi dồi ôi. Đứa nào chạy lên trên này để lậm thính vậy hả? Uầy, hai đứa luôn. Nó một team anh em ạ. Ok, nó một. Và đây, một thằng nữa. Nó đang đứng sau thính luôn. Ok, cứ xử thằng này trước cái đã. Chạy xuống gần hơn nữa nào. Đậu xanh thêm nhiên. Và đây. Úi dồi ôi, ở sau thính hả em? Úi dồi ôi, thiên nhiên. 9 kill rồi nha mọi người. Từ từ. Cơ bản là vì chúng ta cũng nên quan sát kỹ xung quanh. Xem là cái lúc mà chúng ta lượm sát thì có thằng nào nó bắn không thì không là vỡ mồm mọi người ạ. À, thính này thì ra là thính AWM. Mà đây nó là một khẩu súng bắn tỉa mình lại không thích chơi. Ok, cũng ngon. Có được ông ngắm 1x cho M60. Thế còn hòm sát thằng này còn đồ gì không vậy anh em? Úi dồi ôi. Toàn là những cái trang bị mà mình không có cần mà thôi. Sát thủ ơi. Uầy, thằng sát thủ này nó có được xe. Nó chạy xa mình vãi chưởng. Cách tận 600m cả. Uầy, thôi kệ. Mình vẫn sẽ chạy theo cái hướng này để mình sẽ lượm thính nhanh em. Thính này là thính mới rơi. Cơ bản là vì mình cũng muốn kiếm được một cái giáp chống nổ. Chứ còn là hôm nay chơi nhây mà, nên là mình chưa combo M60 cộng với MP40. Combo này thì bắn nói chung là cũng ổn anh em ạ. M60 thì vừa sấy xa cũng được, sấy gần thì cũng khá là ok với cái tốc độ bắn cực kỳ là nhanh. Đậu xanh, sát thủ nó có xe nên là nó vẫn có thể qua lượm thính trước. Úi dồi ôi. Thôi xong, thôi xong. Thính gì vậy ông? Hình như là sát thủ nó có Goza rồi mọi người ạ. Ôi từ từ. Từ từ sát thủ ơi. Cái đậu xanh nó không đậu mình luôn. Ôi, xây xe luôn. Không đậu luôn hả? Đậu xanh thì nhiên. Xuống xe nhanh. Ok. Nó chạy luôn thật. Hôm nay ông này lại chơi kiểu nhây nhỉ. Thôi xong. Nó chạy xa quá mình không xây được nữa. Nên là chúng ta sẽ chạy lại gần. Chạy lại gần hơn nữa. Đậu xanh lại có một thính mới rơi. Và chắc là thằng sát thủ nó chạy qua để lượm được thính mới rơi rồi. Úi dồi ôi sát thủ ơi. Làm gì mà chạy nhanh vậy hả ông? Nó không thèm quay lại đó mình luôn. Đậu xanh đồng đội như quần què. Sát thủ ơi, quay lại đón tôi hộ cái. Chơi nhây vãi chưởng. Ok, có tận hai đứa ngoài này cả. Ok, chạy qua xế luôn. Ăn đủ. Ăn này nó bị sát thủ hạ gục rồi. Vào đây, có một đứa.
Đang núp sau hàng rào nữa hả? À, anh thì chú tình ạ. Đậu xanh thì nhiên. Úi dồi, làm gì vậy hả? Ngon. 10 kill một con số vô cùng là tròn chỉnh. Từ từ chạy qua lượm sát thằng này cái đã. Ok. Trước hết là mình sẽ nên lượm thêm túi cứu thương mọi người ạ. Có cả một cái giáp 3. Giáp 3 mới. Không mới. Cái này là mới tầm khoảng 95% thôi nhưng mà cũng khá là ổn. Ổn hơn cái giáp 3 lúc nãy của mình. Ê sát thủ ơi. Thôi kệ. Xấy xem luôn. Cái động xanh thiên nhiên. Bỏ đồng đội hả? Ơ kìa. Nó lại còn dựng thằng băng để làm cái gì vậy? Lãng phí thật mọi người ạ. Ok, còn lại có 7 người nữa thôi ông ơi. Chơi cẩn thận hộ tôi với. Đậu xanh thiên nhiên chơi chẳng cẩn thận gì cả. Đây ok, mình sẽ chạy theo cửa lối này. Chưa thấy ai cả mọi người ơi. Hôm nay khu dân cư hơi bị vắng. À, UAV quét qua. Trong UAV không có ai luôn. Ui. Ơ kìa, lại có thính mới nữa hả? Ơ mày như là có người. Đâu vậy? À kìa. Úi dồi ôi, nó chạy nhanh quá. Ơ kìa, nó sẽ tiêu diệt sát thủ ơi. Căng vậy, ok. Mình đứng tạm ở đây để bơm máu cái đã. Từ từ sát thủ ơi. Đây, tôi qua ngay ông ạ. Nó đâu rồi vậy ông? Uầy. Sát thủ nó hạ gục xong thằng này luôn. Ơ mà đây chính là thanh niên shipper hả mà lượm tận 2 giảm thanh. Gắt thật. Hôm nay mình chơi vào 60 nên là không trang bị được giảm thanh. Chứ còn là bình thường thì mình cũng đã trang bị giảm thanh vào rồi. Đây, mình nghĩ rằng là chúng ta nên vào bom trước thì sẽ có cái lợi thế hơn. Ơ sát thủ ơi. Sát thủ gọi đồng thính hả? Thôi kệ, mình thì sẽ quan sát xung quanh. Xem là có thằng nào đến gần hay không. Sát thủ các bạn nó tính gọi đồng thính để dụ địch anh em ạ. Nên là mình đang quan sát xung quanh. Chưa thấy ai đến cả. Mà tính là như là sắp rơi rồi mọi người ạ. Phải không vậy? À ok. Xong chưa sát thủ ấy? À đây. Bây giờ thì sát thủ mới có được một khẩu súng ô ra. Còn mình thì mình kệ. Mình vẫn chơi M60 vậy. Ok. Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ nên tiến lên theo cái phía ở ngay chỗ này luôn. Lên luôn sao phải ngại hả ông? Đây ok. Chạy lên. Chưa thấy ai cả. Nào để coi. Ok lại còn ông nào bị hạ gục vì bo nữa. Từ cái bo này rồi thì sát thương từ vào bo điện gây lên người cũng rất là thấm. Thế nên là nếu như mà có cơ hội thì anh em nên chạy vào bo trước cho tôi nha. Uầy. Trên đây có người hả ông? Uầy tôi đã thấy ai đâu? Tôi đã thấy ai đâu? Đậu xanh. Ơ kìa. À cho nó dựng cho băng kìa. Ok. Mình sẽ xây cho băng để cover cho sát thủ. Đậu xanh. Tưởng dựng cho băng mình ngon hả? À cái đầu nó kìa. Cái đầu nó kìa. Úi dồi ôi, cái đầu kìa headshot. Ui. Ơ kìa. Thằng nào xấy mình thấm vãi trưởng. Cơ bản là vì đang mải để ý thằng bên trên kia. Sát thủ thì nó lại ở xa quá. Thôi xong. Đã bị chết. Đen thật đấy nha mạ. Các bạn là đang bắn phía trước thì mình lại không để ý phía sau. Cái thế. Ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.